Bộ xây dựng vừa ban hành chỉ thị 02 nghiêm cấm chủ đầu tư chiếm dụng lấn chiếm không gian các phần thuộc sở hữu chung của nhà chung cư và đề nghị địa phương xử lý hình sự đối với những trường hợp chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư. Cụ thể đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn để xử lý hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định, thực hiện cưỡng chế và xử lý nghiêm chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Chỉ đạo Sở xây dựng các địa phương tổ chức thanh tra chuyên ngành về nhà ở, trong đó tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Bộ xây dựng cũng nghiêm cấm chủ đầu tư chiếm dụng, lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung, tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư, sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ đầu chủ trương đầu tư được phê duyệt.